cho hỏi vậy chứ. Dạ. Theo ông là mình nên trồng bằng phủ hay là mình nên là phủ rơm? Phino đổi mới nông nghiệp Việt. Bây giờ á, em góp ý anh thế này nha. Là vừa rồi á, là em đi nếu mà cũng phải hơn 5 vườn á, có nghĩa là vẫn chùm màng phủ nhưng mà cây nó chậm quá. Lý do là nó nóng quá. Tức là buổi trưa nó nóng quá, nó khô rồi nó nóng, mặc dù là sáng có tưới nhưng mà chưa khô, nóng quá rễ ra không nổi. Thành ra là theo em khuyên là nên rải nhẹ một lớp gom ngay cái lằn mình trồng á, hoặc là anh rải cả liếp luôn cũng được. Nhưng mà nếu mà không có đầu tư nhiều quá thì mình rải ngay cái lằn mình trồng để mình bảo vệ cái cây lúc nhỏ, còn khi nó lớn thì nắng thoải mái. Dạ, thì bảo vệ cây lúc nhỏ giống như một cái lớp cách nhiệt, xong đó anh mới chụp màng phủ lên. Rải gom ngay chân cái gốc mình trồng. Đúng rồi, còn không thì rải gom dày một chút, đặc biệt là ngay cái gốc mình trồng để mình che mát, vừa chống cỏ mà vừa che mát cái gốc. Còn cái màng phủ ngày xưa là tác dụng chính là chống cỏ, nhưng mà nó không có chống được nhiệt. Gom thì nó được nhiều cái. Thứ nhất là cái hạt mưa rớt xuống nó đụng lớp gom là nó cũng không có rớt trực tiếp vô đất, nó làm lèn cái mặt đất. Cái thứ hai là nó giống như kiểu cái mấy cái ống gom nó cách nhiệt, nó cách nhiệt bớt. Rồi cái thứ ba là sau này nó lại phân hủy, nó làm phân cho đất. Cái thứ tư là nó thoáng khí hơn so với anh chùm màng phủ. Ví dụ như buổi trưa nè, tầm khoảng 12 giờ cho tới khoảng 4 giờ chiều là nắng, nóng, khô. Thứ nhất là buổi sáng đồng ý anh có tưới, nhưng mà buổi trưa nó khô, nhiệt độ nó lên cao nè, độ ẩm nó xuống thấp dưới cái mức gọi là cây nó bị héo. Và thậm chí là rễ nó ra cái nó quéo, hoặc là nó không dám ra luôn, nó nóng quá, nó cứ vòng trong bầu nè, hoặc là nó cứ vòng có lẫm tí xíu à, nó không có ai dám ăn ra được. Đó là vấn đề anh phải lưu ý như vậy. Rồi, ông nói tôi nhớ lại cái lúc mà trầm màng phủ mà cỡ trưa nắng mà nhiệt độ có 33 độ C, tôi tưởng tượng thì chịu không nổi. Thành ra tôi nghĩ là nó kín mít, nó có cái gì đâu mà thở, nó không có thoáng, không có mát mẻ cái gì hết trơn. Thành ra là tôi suy nghĩ từ cái đó mà tôi phân vân. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.